có xem live stream trực tiếp ở đây á. Dạ. Dạ thì thấy hôm qua tôi xin về coi YouTube với coi trực tiếp hội thiện nguyện. Rồi bé chú đi Phú Yên, Quảng Ngãi, đi miền Tây làm các cái cầu rồi thì tôi rất là nhưng mà tôi rất thích trong Zalo rồi có các bạn cũng cho biết tôi Dạ. thế cũng cũng vừa rồi cũng cũng đã rồi thì mình cũng về ở tôi cần tôi giúp rồi thì mình giúp gì giúp về Dạ. nó thật là tôi đi nhờ thì rồi thì mình giúp cho cái bệnh thôi. Dạ. Tôi năm nay 65 tuổi, Dạ. tôi bị tai biến, Dạ. bị tai biến là cách đây 6 năm rồi, 6 năm rồi nhưng mà tôi từ từ đi nó vẫn còn làm nó liệt, liệt nửa người nhưng mà dần dần nó là cũng phục hồi dần dần đi lại thì được đi là đi có những 10 mét 20 mét trở lại thôi chứ đi đi xa nó là đi không được Quay cái đầu lên là đi dím là chân vậy. hai cái chân nó buốt nó cúm chung mà đầu lúc nào nó cũng nó choáng choáng nó huyết áp cao nó choáng choáng mà 6 năm nay huyết áp là tôi là có cái bảo hiểm y tế 100% là tôi là thương binh bảo hiểm y tế hàng tháng lên bệnh Dạ. viện lấy thuốc uống thôi nhưng mà phải là uống nhé, nhưng mà huyết áp nó không 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 có đỡ nó lúc nào nó cũng cao cho nên tôi mới ngờ là thì không bấm Con thì không có thuốc huyết áp. nhờ bấm huyệt thì cho chung Tay con thì rồi con không có làm tôi được, biết tay rồi đang nha đau. chú đau tay là Dạ. vừa rồi chú đau tay vừa rồi tôi cũng có hỏi trên Hà Dạ. Nội á thì nhà chú ở Sài Gòn ở đâu cho tôi xuống với Sài Gòn nhờ, nhưng mà nói chú là không làm ở nhà nữa Dạ. nếu vừa rồi nghỉ nghỉ làm ở nhà thì bà cụ bị bệnh giống như là chăm lo bà cụ đó Dạ. cho nên tôi cũng hiểu cái đó cho nên năm tối qua bữa trước cũng nghe thông báo là ngày 31 tây lên đây rồi, trưa nay là đi Tà Năng á Dạ. tôi thì nhà cũng ở ngay chợ nên cũng gần đây thôi Dạ. nhưng mà lên là tôi cũng ở gần nhà của bà Ngọc Ngọc hay là Ngọc cà phê ông Ngọc còn nghe nói là chú lên đây ở nhà của chị Ngọc á là ở dưới Rạch Chai không biết phải chị Ngọc ở dưới Rạch Chai không Đúng rồi, chị Ngọc Hoàng Kim chị á. Ngọc Em hả ở nhà chị Ngọc. Rồi chị chị Ngọc Ngọc cho là mượn y cái nhà tá để hả ở để cũng mà. y tá y sĩ gì đó Đúng rồi. nhưng mà chỉ là người người Bắc thôi Đúng rồi. như đó là to to con lô con mà chỉ là người Thiên Chúa Dạ đúng rồi. Thì em ra chiều tối nay em đoàn của em sẽ ở lại nhà chị Ngọc. em biết rồi chú chị Ngọc Chú á bây giờ cho con xin lỗi. Bây giờ con gửi thuốc cho chú uống. Rồi, thứ nhất là con cũng không có cái thuốc cao huyết áp. Thì chú cao huyết áp rồi đó. cao áp thì Nhưng tôi mà đi con bệnh cái viện là lấy thuốc thì không không tốn tiền không không có tốn nhớ tiền mỗi ngày sáng dậy chú kiểm tra cái huyết áp rồi mình dùng thuốc mỗi ngày không ha. thuốc thuốc là uống liên tục Rồi ngày con sẽ gửi cho chú kia bị gì chú? Chú qua đây luôn giùm con. Chú qua 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 đang ngồi giùm con. Chú bị khớp luôn hả? mọi người bị khớp cứ phải uống thuốc đau nhức thuốc tây Dạ. cứ phải uống thuốc đau nhức thuốc thuốc tây Ừ. cứ đau khớp có nhiều lúc nó đau lắm Dạ. rồi ngủ một đêm thì không thức giấc cũng là Dạ. chú tập phòng nhiều lắm Đêm cũng mất đêm thì mất ngủ mất ngủ nhiều mất ngủ hả? và cứ khoảng 12 giờ rồi có lần 9 10 giờ cũng 12 giờ cũng ngủ một tí rồi lại tập phòng cái lúc 1 2 giờ đêm chưa ngủ có đêm thì nhiều thức lúc ăn uống thức này sáng không đêm luôn ngon nữa thầy ngày trưa là thành gì rồi bị huyết áp rồi vừa khớp nữa vừa ừ? là đốt sống lưng L4 L5 với đốt sống cổ nữa Lấy 4 bịch thuốc khớp đi với cái paracetamol với bổ não luôn. Rồi
paracetamol với bổ não nữa. Paracetamol hộp lớn đó, trong cái thùng giấy đó. Rồi con gửi hai chú. Sáng uống gói, chiều uống gói, ăn no chú uống nha. Dạ, thì chú cởi cái áo gió cho con coi. Khỏi. Chú bước qua đây. Ê, chú ngồi đó đây. Với hộp bộ não. Chú ngồi thẳng lưng lên con. Thẳng lưng lên. Để đầu đứng bình thường. Hả? Đúng rồi hả? Chịu đau chút xíu nó hết. Đưa điện thoại cho Hận nó xem. Rồi chú bước ra đây con. Bỏ chân ra ngoài này được rồi. Thôi chú ngồi đây, ngồi đây đi. Lần qua vũ cái tay cho chú. Tâm đây. Ngồi thấp xuống. Lấy cái ghế, còn lấy ghế qua còn ngồi, cứ đúng cái thế. Đứng thẳng người lên. Đứng thẳng người lên con, đừng có khum. Chú dở tay nè. Rồi. Bây giờ paracetamol. Tôi lấy lên hết còn mấy người. Đúng rồi, nó sẽ thông. Đợi giờ mới giật ra nó bị chèn ép, giờ mới giật ra nó bắt đầu nó thông, nó chạy máu rồi, đương nhiên nó phải. À. Rồi cái này sáng uống viên, chiều uống viên nha. Ha, à, cái này là về não, nó hỗ trợ cho não cho chú nha. Rồi. Ngày uống 2 viên. Thì còn cái này ngày uống 2 gói, sáng gói, chiều gói, nhưng mà có một cái là ăn no không uống nha. Uống thuốc tây thì không uống được cái này hả trời? Không uống thuốc tây chung. Vâng. Nếu mà uống thuốc tây thì phải cách này 2-3 tiếng ra nha. Vâng. Tất cả đây là thảo dược hết. Vâng. Còn cái này là sốt, đau nhức, ho đổ này kia nọ đó. Vâng. Paracetamol này là phải uống cách cái này 2 tiếng đồng hồ nha. Cái này là thuốc tây nha. Thuốc tây. Rồi. Cái này riêng của chú nè, gửi một hộp này với hai hộp chớp nha.
Rồi của chú này thì con gửi cho chú một cái hộp paracetamol với lại một hộp dưỡng não nha. Để uống đây nó ổn định, nó chú thì chú có huyết áp, chú phải nên thường xuyên uống cái này nha. Uống cái này giùm cho con nha. Để cho nó giữ là cái vấn đề khí huyết của chú nó bơm lên não nó ổn định chút nha. Rồi nhớ mà khi mà uống cái paracetamol này phải cách với lại cái này 2-3 tiếng đồng hồ nha. Yeah. Hai cái thứ này là thảo dược. Uống chung được không thầy? Hả? Uống chung được. Được. Yeah. Nó là thực phẩm chức năng. Yeah. Nha. Còn ở này là thuốc tây nha chú. Rồi, chúc hai chú nhiều sức khỏe nha. Dạ dạ. Cảm ơn thầy nhiều. Dạ 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 dạ. Nhà hai chú gần đây không? Dạ dạ dạ. Cái chân của chú con không làm được, tại vì cái tay con đau con không làm được. Tay nó cũng tê, đêm sáng nằm tay nó tê, tay nó tê. Giờ chú bước ra chú cởi cái áo ra đi, trở đồng hồ ra đi, con cho nó giật. À, chú kêu mà tụi con cháu được rồi, nha. Để lại lùi đẳng đi. Dạ. Lùi lại. Chú bị tai biến nữa hả? Rồi chú đứng đó anh con đi. Dạ hả? Rồi chú ngồi đây đi. Ngồi đây. Ngồi đưa mặt vô đây luôn. Qua nắm tay vũ chú ngồi xuống nha. Giữ cái lưng đứng lên nha. Ô tay đâu hết rồi, không đến được đêm là ô tay lên giùm thôi. Cứ dở cái tay này. Nó có khác gì không? Nhẹ hơn đúng không? Rồi chú ngồi quay lại. Bỏ chân qua bên kia. Bỏ chân qua luôn, bỏ chân hãng qua luôn. Rồi. Ngồi lẳng thẳng lưng lên con. Dầm thẳng qua bên kia luôn, không có... bơm đường đường chạy lên não luôn đúng không? Đúng không? Rồi. Kêu lấy bao tay lên giùm mày lưng ơi. Lát nữa mấy bà con rồi lên nữa. Như là hai cái chân nó đi không được. Dạ. Mình yếu đó. Đi chừng cỡ 15-20 thước là nó cúng hết. Đấy, điện thoại của chứ. À.
chú dở ta nè. Quay một vòng. Chú thấy có khác gì không? Có khác hơn một khi không? Nhẹ, thấy nó nhẹ, nhẹ nhõm hơn. Nhẹ nhõm hơn, thoải mái hơn đúng không? À. Rồi, con gửi thuốc này cho chú nha. Chú về chú nhớ uống nha, cho nó này đủ nha, con này để nhà uống, con này cũng là nó hạ sốt đau nhức chỗ này kia để phòng hờ ở nhà thôi. Còn cái này là nó là về khớp rồi. Uống trên mạng cũng thuốc nhiều mà nhiều cái tốn tiền. Dạ. Dạ. Ở nhà thì hai có hai ông bà thôi. Bà thì cũng đau, bà cũng thoát vị đi bệnh. Dạ. Đau, cổ đau lưng. Dạ. Bà cứ kêu đau suốt thanh đông. Dạ. Rồi. Chúc chú nhiều sức khỏe. Cảm ơn nhiều. Dạ. Các đoàn. Dạ. Đã đến với tụi bà con. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Rồi. Thằng ơi, dắt chú xuống đây đi cha. Này áo chú đây. Có dặn ở bên chỗ khách sạn người ta lại kiếm chỉ qua đây không? À